Chào mừng các nhà sáng tạo đã quay trở lại với series hướng dẫn làm YouTube cùng MeTube và chúng mình là MeTube Creators. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng MeTube Creators tìm hiểu về cách cắt bỏ và cắt một đoạn trong video bằng trình biên tập video trong YouTube Studio nhé. Trong YouTube Studio trên máy tính giúp nhà sáng tạo có thể cắt bỏ hoặc cắt một đoạn ở đầu, ở giữa và ở cuối của video mà không cần phải tải lại video đó trên URL. Trong thời gian, số lượt xem và bình luận của video vẫn sẽ được giữ nguyên. Để sử dụng trình biên tập video, hãy vào YouTube Studio rồi chọn nội dung. Tại đây, hãy chọn video bạn muốn chỉnh sửa rồi chọn trình biên tập. Khi bạn chọn cắt, một ô màu xanh dương sẽ xuất hiện để cắt bớt đoạn đầu hoặc cuối video. Hãy kéo và thả đầu của ô màu xanh dương này. Nội dung không nằm trong ô này sẽ bị xóa khỏi video vĩnh viễn. Nhà sáng tạo có thể dùng trình xem trước video để xem kết quả sau khi cắt. Theo đó, nếu bạn muốn chỉnh sửa nội dung ở giữa video, hãy chọn đoạn cắt mới. Một ô màu đỏ sẽ xuất hiện trong trình biên tập. Bạn có thể kéo và thả hai đầu cho đến khi ô này phủ hết phần nội dung video mà bạn muốn loại bỏ. Nội dung không nằm trong ô này sẽ được giữ lại trong video. Và nếu bạn muốn cắt bỏ hoặc cắt một đoạn trong một khoảng thời gian cụ thể, hãy nhấp vào mốc thời gian ở ô này. Sau khi nhập, bạn có thể cắt đoạn đó bằng cách nhấp vào dấu đầu kiếm. Lưu ý là rằng nhà sáng tạo hoàn toàn có thể cắt bỏ nhiều đoạn trong cùng một video. Sau khi lưu video cắt đầu tiên, hãy kéo con trỏ đến vị trí điểm tiếp theo bạn muốn cắt bỏ rồi lại chọn đoạn cắt mới. Để xem trước kết quả, chọn xem trước hoặc nhấn nút phát trong trình xem trước. Nếu muốn lấy lại nội dung đã cắt, bạn có thể nhấp vào nút hủy, làm lại, biểu tượng bút chì hoặc thùng rác để chỉnh sửa hoặc xóa đoạn cắt. Để hủy các thay đổi, bạn có thể chọn hủy nội dung thay đổi bất kỳ lúc nào. Sau khi bạn đã hài lòng với kết quả, hãy nhấp vào lưu. Nếu bạn thay đổi ý định kể cả sau khi video đã được xuất bản trên YouTube, bạn có thể trở lại trình biên tập video, chọn trình đơn 3 dấu chấm rồi chọn khôi phục về bản gốc. Chỉ với một vài thao tác đơn giản, nhà sáng tạo đã có thể dễ dàng hô biến và thổi một làn gió mới cho những video của mình để phù hợp hơn với thị hiếu của khán giả. Đồng thời, tính năng này cũng giúp các nhà sáng tạo điều chỉnh sản phẩm của mình một cách kịp thời để tuân thủ đúng theo các chính sách của YouTube. Và hãy theo dõi những số mới nhất của MeTube Creators để biết thêm thông tin về các tính năng cũng như các thông báo mới nhất từ YouTube. Và chúng mình là MeTube Creators, đồng hành cùng các bạn trên con đường chinh phục trở thành nhà sáng tạo nội dung. YouTube khó, có MeTube lo.